Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với HN House. Hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn hiểu về ưu nhược của biệt thự mái bằng và biệt thự mái Nhật. Từ đó, các bạn sẽ chọn cho mình ngôi biệt thự mơ ước là loại nào. Đầu tiên chúng ta hiểu biệt thự mái Nhật là gì. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa các mái dốc bằng ngói và phong cách mái dốc của châu Âu cổ điển. Một sự kết hợp khéo léo trong phong cách phương Đông và phương Tây tạo nên điểm nhấn sáng tạo độc đáo. Không chỉ vậy, biệt thự mái Nhật còn có thể kết hợp với nhiều phong cách từ hiện đại đến cổ điển. Vậy còn biệt thự mái bằng là gì? Là kiểu thiết kế và xây dựng với phần mái được đổ bằng bê tông cốt thép toàn khối hoặc lắp ghép. Kiểu biệt thự này thường được áp dụng với những khu đô thị có diện tích đất nhỏ và vừa. Nhưng loại biệt thự này có nhiều phong cách kiến trúc từ hiện đại đến tân cổ điển, nó rất sang trọng và cao cấp. Như vậy ưu điểm của biệt thự mái Nhật là gì? Thiết kế đơn giản và sử dụng đa dạng vật liệu, phù hợp với mọi không gian và vùng miền, áp dụng cho mọi loại công trình, dễ kết hợp không gian xanh, trong nhà luôn mát, rất phù hợp với vùng khí hậu nắng nóng. Còn nhược điểm của nó là gì? Chi phí xây dựng cho phần mái Nhật khá tốn kém và đòi hỏi yêu cầu cao hơn về kết cấu, chỉ phù hợp với kiến trúc nhà một tầng, hai tầng và cùng lắm là ba tầng. Cần có không gian cây xanh nhiều, kết cấu phần mái lâu ngày hay bị rỉ sét. Thế còn ưu điểm của biệt thự mái bằng? Phù hợp mọi phong cách kiến trúc, tận dụng mọi không gian sinh hoạt, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp của gia chủ, bền bỉ và chống chịu được trước mọi tác động từ thiên nhiên như mưa, lũ bão, động đất, hỏa hoạn. Tận dụng được phần mái trên cùng làm hệ thống điện áp mái hoặc không gian thư giãn, nướng BBQ. Chi phí rẻ thường rẻ hơn so với biệt thự mái Nhật có cùng số tầng và diện tích xây dựng. Và cuối cùng là nhược điểm của biệt thự mái bằng. Kết cấu mái cuối thường nặng hơn so với biệt thự mái Nhật, do đó phần móng sẽ phải kiên cố hơn, dễ bị thấm và nứt mái cuối nếu thi công không chuẩn. Chống nóng phần mái cuối kém hơn biệt thự mái Nhật. Trên đây là các phân tích về ưu và nhược điểm của hai loại biệt thự mái bằng và mái Nhật. Quý vị và các bạn chọn loại nào? Hãy bình luận phần bên dưới để chúng tôi biết nhé. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu thiết kế hoặc có kế hoạch cho ngôi nhà mơ ước của mình, hãy liên hệ với chúng tôi HN House. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.